Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự ngỡ ngẩn của Tổng Trọng và chính sách ngoại giao cây tre, lắm mối, tối nằm không. Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn được giới quan sát đánh giá là không kiên định và gọi là chính sách ngoại giao đu dày. Còn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ví von gọi là chính sách ngoại giao cây tre. Chỉ trong năm 2023, Việt Nam đã liên tiếp lập cú đúp lơ trong việc nâng cấp quan hệ ngoại giao đến mức đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2023 và với Nhật Bản vào tháng 12 năm 2023. Điều này được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Ngoại trưởng Trung Quốc vừa sang thăm Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 30 tháng 11 đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa đến thăm Việt Nam. Ông Vương Nghị đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Hà Nội trong hai ngày qua để thảo luận một loạt các vấn đề hợp tác, cam kết tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Một nguồn thạo tin tiết lộ cho Thời báo.d rằng mục đích chính của Vương Nghị khi đến Việt Nam lần này là kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình từ Trung Quốc sẽ tới Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Tại cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh rằng Việt Trung là láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tương tự, Việt Nam Express cho biết, tại cuộc đối tiếp ông Vương Nghị vào ngày 1 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự trân trọng những sự giúp đỡ của Trung Quốc. Đồng thời, ông Trọng cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam ưu tiên hàng đầu mối quan hệ Việt-Trung, ủng hộ một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Cũng phải xin nhắc lại rằng các quan chức lãnh đạo của Việt Nam trong thời gian gần đây đã rất nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Vậy mà khi nói với lãnh đạo Trung Quốc, ông Võ Văn Thưởng lại nhấn mạnh rằng Việt Trung cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Giới phân tích có những ý kiến đáng suy nghĩ về thái độ mà chơi nhưng ngu ngốc của ban lãnh đạo tại Hà Nội. Thứ nhất là Việt Nam đã chọn chơi với tất cả các nước gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ. Bây giờ tất cả đều là bạn, không còn phân biệt chế độ chính trị độc tài hay dân chủ, tư bản hay cộng sản. Quan hệ nào cũng sâu sắc để vươn lên những tầm cao mới. Người Việt Nam có câu rằng lắm mối, tối nằm không. Mối quan hệ ngoại giao của Hà Nội giống như các cô gái có lắm bạn trai cùng với mục đích quan hệ chỉ để đào mỏ, kiếm tí, cảm giác lạ. Người như thế thì không bao giờ trung thành với chồng con, quá đà một chút là trở thành hạng đĩ điếm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Thứ hai, trong các quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, nếu so sánh thì ban lãnh đạo Hà Nội thật lòng nhất vẫn là Nga và Trung Quốc. Song rõ ràng Hà Nội lại dựa vào Nga và Trung Quốc thì Việt Nam chẳng hề được sơ múi gì về kinh tế. Nhưng cái được lớn nhất là cả Bắc Kinh và Moscow sẽ bảo vệ cho chế độ Hà Nội tồn tại. Tất cả các chính sách, hành động của Nga hay Trung Quốc đều được Việt Nam giơ tay ủng hộ vì lý do như vậy. Thứ ba, lãnh đạo Hà Nội không biết rằng việc ăn ở hai mặt kiểu lá mặt lá trái, Hoa Kỳ và các nước phương Tây rất ghét. Họ biết rõ, xong họ giả vờ coi như không quan tâm. Lãnh đạo Hà Nội tưởng rằng như thế là khôn, nhưng hóa ra lại là dại. Vì rõ ràng Việt Nam có được tiếng mà không phân biệt được đối tác, nhưng dứt khoát không có miếng về kinh tế. Đó là lý do vì sao Việt Nam đã ký kết trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Nhật, nhưng vẫn phải xin họ công nhận là nền kinh tế thị trường, trong khi họ dứt khoát không. Mục tiêu chiến lược dài hạn của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây là xóa sổ tất cả các quốc gia độc tài, các thể chế chính trị chuyên quyền. Vì đó là mầm mống của sự bất ổn trên thế giới, trên bình diện toàn cầu. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Do đó, lãnh đạo Việt Nam đừng có bao giờ nghĩ rằng có thể sử dụng chính sách hai mặt để đánh lừa nước Mỹ, phương Tây, Nhật Bản.
đã chọn phe thì chọn duy nhất một bên, chứ không thể đu dây hay ngoại giao hai hàng. Việt Nam có thể học bài học của Hun Sen ở Campuchia, giữa Hàn và Bắc Kinh, đổi lại Trung Quốc sẽ đền đáp về mặt kinh tế, bền vững về chính trị. Khi có biến thì lãnh đạo Việt Nam qua lãnh nạn ở Trung Quốc cũng như Hàng Văn Hoan trước đây vậy. Nếu đã quyết nâng tầm mối quan hệ với Mỹ, Nhật và các quốc gia phương Tây, thì hãy đồng hành đi thẳng luôn với họ. Khi có biến, họ sẽ giúp. Bài học Biển Đông còn sờ sờ ra đó. Xin hỏi, giả sử bây giờ Trung Quốc tiến đánh các đảo tiền tiêu của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, thì ai sẽ ra tay cứu đầy? Cũng đừng quên, một khi ban lãnh đạo Hà Nội vẫn nức đôi, vừa dựa vào Hoa Kỳ và phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài, thì không bao giờ Mỹ và phương Tây chịu một hậu bao giúp đỡ cả. Ít có khả năng Mỹ sẽ công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Sự ngớ ngẩn của Tổng Trọng và chính sách ngoại giao cây tre, lắm mối, tối nằm không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để chống tham nhũng thành công, truy tố Tổng Trọng tội cố ý làm trái gây hiệu quả nghiêm trọng. Kể từ khi sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tiến hành các chính sách kinh tế, chính trị giống hệt như Trung Quốc. Thậm chí nói không ngoa, Việt Nam là một bản copy gần như 100% của Trung Quốc trên mọi khía cạnh. Hiện nay, tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc vẫn là nguy cơ hàng đầu. Nhà nước Trung Quốc liên tục gia tăng các biện pháp chống tham nhũng và cũng gặt hái được những tiến bộ đáng kể. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng. Tờ báo Tuổi Trẻ đăng vào ngày 30 tháng 11 đưa tin với tiêu đề Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng. Bản tin cho biết, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương đã đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành nội chính, pháp luật, phòng chống tham nhũng bằng các hình thức cấp độ thích hợp. Giới chuyên gia nhận thấy rằng với sự tương đồng về thể chế chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho nên sự gắn kết trong chính sách, kể cả chính sách chống tham nhũng, là điều có thể hiểu được. Hơn nữa, công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất là bản sao của chính sách đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình. Việc Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng cũng không phải là vấn đề gì mới cả. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1 năm 2017, hai bên đã thống nhất để phía Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn cho Việt Nam. Điều này đã được ghi nhận trong tuyên bố chung của cả hai nước. Gần đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng sang Quảng Đông, Trung Quốc để dự lễ bế giảng lớp hợp tác đào tạo cán bộ chủ chốt của Thành ủy Hà Nội là một ví dụ cho điều này. Do đó, Việt Nam đưa ra đề xuất nhờ Trung Quốc đào tạo cán bộ chống tham nhũng cũng chỉ là một bước tiếp theo trong quá trình sao chép chính sách từ nước láng giềng phương Bắc mà thôi. Đề nghị đó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam gửi đi một thông điệp rằng cam kết với phía Trung Quốc, Hà Nội vẫn tiếp tục ở trong quỹ đạo kiểm soát của Bắc Kinh. Ở Trung Quốc, công cuộc chống tham nhũng dưới thời ông Tập Cận Bình có nhiều kết quả nổi bật. Ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, phụ trách công tác nội chính của Trung Quốc, bị truy tố và bắt giam cho thấy ban lãnh đạo Trung Quốc rất kiên quyết và khá mạnh tay trong vấn đề này. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua của Việt Nam đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3 và chưa biết chừng ông có thể ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ 4. Sau đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tiếp tục thẳng tay loại bỏ hai nhân vật được xem là tâm phúc của ông. Đó là Trung tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Tần Cương. Hai người này mới nhận chức được có vài tháng, chống tham nhũng ở Trung Quốc thành công cũng bởi họ thực hiện quyết liệt và căn cứ vào luật pháp để xử lý bất kể cá nhân đó là ai.
Còn công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tổng Bí Thư chỉ nói chứ không làm được. Tổng Bí Thư thì nhiều lần tuyên bố rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Nhưng thực tế cho thấy ông Trọng nói vậy mà không phải như vậy. Thậm chí ngay từ đầu ông Trọng đã chặn họng cơ quan phòng chống tham nhũng bằng chỉ thị đánh chuột không để vỡ bình. Thì làm sao có thể chống tham nhũng cho được? Đó là chưa kể tới việc phải giải cứu cho các quan tham. Tổng Trọng đã đưa ra chủ trương nhân văn là cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Rồi thì không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Ông Trọng đã nói như thế. Vấn đề đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng nghị quyết hóa theo yêu cầu của Tổng Bí thư. Điều đó thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Chưa hết, vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan với số tiền thất thoát đến hàng triệu tỷ đồng. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại chủ trương những ai nhận số tiền hối lộ lớn với hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố xét xử, còn người nhận hối lộ ít hay không vụ lợi sẽ không bị xét xử về mặt hình sự mà chỉ bị xét xử về mặt kỷ luật đảng và hành chính. Như vậy có thể thấy trong công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay, để thành công thì chẳng cần phải học ai cả, mà dễ nhất cứ đuổi thẳng cổ hay truy tố ngay lập tức ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ngay và luôn. Đảm bảo bộ máy chống tham nhũng sẽ chạy băng băng, sẽ cuốn sạch rác rưởi và sâu bọ là các quan tham chiếm tuyệt đại đa số trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin để chống tham nhũng thành công, truy tố Tổng Trọng tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.